Do ảnh hưởng của bão số 2, tỉnh Lâm Đồng nhiều ngày qua liên tiếp hứng chịu những trận mưa kéo dài không ngớt, khiến nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng. Mới nhất, vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc đã vùi lấp chốt trực của lực lượng cảnh sát giao thông làm 3 chiến sĩ mất tích. Thông tin ban đầu, ngày 30 tháng 7, khu vực đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng có mưa nhiều, một số khu vực bị sạt lở đổ xuống đèo. Trong đó, khu vực đất tại chốt làm việc cảnh sát giao thông thành phố Bảo Lộc trên đèo bị sạt lở, đè lấp chốt trực của các chiến sĩ. Hiện ba người đang mất tích trong vụ sạt lở này, một người ở bên ngoài nên tránh được sự cố. Một xe khách khi đang lưu thông gần khu vực trên cũng bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở trên. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc và Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huai, lực lượng chức năng đang được huy động đến hiện trường cứu hộ đèo bảo lộc đang tạm ngưng lưu thông phương tiện đi từ hai hướng đến đây phải thay đổi lộ trình